Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay, thứ hai ngày 6 tháng 12 năm 2021, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin trên thị trường giá vàng trong nước cũng như một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Phần cuối cùng của bản tin này sẽ là bảng giá vàng trong nước cũng như là một số phân tích trên thị trường vàng thế giới. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, trong tuần vừa qua, giá vàng đã giảm nhẹ trong cả tuần, vàng mất 0,1% giá trị, mốc nhạy cảm 1.800 đô la Mỹ trên một ao không được chinh phục. Trước những yếu tố đó là Fed sẽ diều hâu hơn, lạm phát leo thang hơn, và liệu rằng vàng có thu hút được một dòng tiền lớn như với dự đoán hay không? Như vậy là giá vàng trên thị trường thế giới đã giảm nhẹ trong cả tuần, do dù nó tăng phiên cuối tuần ngày 3 tháng 12 sau báo cáo cho thấy tăng trưởng việc làm tại Mỹ thấp hơn so với dự kiến. Ngược với xu hướng này của thị trường vàng thế giới thì trong tuần qua giá vàng trong nước tăng nhẹ. Theo giới chuyên gia nhận định, giá vàng có thể tăng trong ngắn hạn và trung hạn trước khi mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thực hiện một chính sách tăng lãi suất quyết liệt hơn. Trước giờ mở cửa phiên này, trên thị trường vàng thế giới đang đứng ở mức 1.783,18 đô la Mỹ trên một ao. Chỉ số đồng tiền đô la Mỹ hiện tại trước giờ mở cửa phiên này đang giao dịch ở mức 96,151 điểm. Bên cạnh đó thì lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trước giờ mở cửa phiên này đang đứng ở mức 1,346% trên năm. Giá dầu thô kết thúc tuần vừa qua đánh dấu bằng một phiên giảm 0,973 đô la Mỹ trên một thùng, và hiện tại trước giờ mở cửa phiên này đang đứng ở mức 66,387 đô la Mỹ. Bên cạnh đó, chỉ số đồng tiền điện tử Bitcoin trong thời điểm đầu giờ sáng ngày hôm nay tiếp tục quay đầu giảm nhẹ, giảm 341,28 đô la Mỹ và tương ứng với mức giảm là 0,69%. Ghi nhận trong phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, giá trị đồng tiền này đang đứng ở mức 48.893,69 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với một số thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới trong phiên giao dịch đầu giờ sáng hôm nay, sau đây sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Cụ thể ở đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trước giờ mở cửa phiên này để cho quý vị và các bạn tiện theo dõi và tham khảo. Đầu tiên là SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 60.400.000, bán ra 61.100.000. SJC Hà Nội mua vào 60.400.000, bán ra 61.120.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 60.500.000, bán ra 61.200.000. Doji Hà Nội mua vào 60.400.000, bán ra 61.200.000, tăng 100.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, chiều mua vào không có điều chỉnh. PNG Hồ Chí Minh mua vào 60.200.000, bán ra 61 triệu. PNG Hà Nội mua vào 60.420.000, bán ra 61.200.000, tăng 120.000 đồng trên một lượng tại chiều mua vào và 100.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 60.450.000, bán ra 61.150.000, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và 100.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 60.460.000, bán ra 61.140.000, tăng 10.000 đồng trên một lượng ở chiều mua và 60.000 đồng trên một lượng tại chiều bán. Vàng Mỹ Hồng mua vào 60.750.000, bán ra 61.100.000, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua và 150.000 đồng trên một lượng tại chiều bán. Tiếp đến là giá vàng ở một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 60.200.000, bán ra 60.700.000. Ngân hàng ACB mua vào 60.300.000, bán ra 61 triệu. Ngân hàng SCB mua vào 60.300.000, bán ra 61 triệu. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 60.400.000, bán ra 61.200.000, tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra, chiều mua vào không có sự thay đổi nào. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Trước giờ mở cửa phiên này thì giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố không có biến động về giá. Cụ thể như sau, đầu tiên là SJC Đà Nẵng mua vào 60.400.000, bán ra 61.120.000. SJC Nha Trang mua vào 60.400.000, bán ra 61.120.000. SJC Cà Mau mua vào 60.400.000, bán ra 61.120.000. SJC Bình Phước mua vào 60.380.000, bán ra 61.120.000. SJC Huế mua vào 60.370.000, bán ra 61.130.000. SJC Biên Hòa mua vào 60.400.000, bán ra 61.100.000. SJC Miền Tây
mua vào 60.400.000, bán ra 61.100.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 60.400.000, bán ra 61.100.000. SJC Long Xuyên mua vào 60.420.000, bán ra 61.150.000. Tiếp đến là giá vàng bù số 9 và vàng nữ trang SJC. Giá vàng bù số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC trước giờ mở cửa phiên này vẫn quay đầu tăng nha quý vị và các bạn. Hiện tại thì tăng trong khoảng từ 83 đến 200.000 đồng trên mỗi lượng. Và niêm yết như sau: nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 51.500.000, bán ra 52.200.000, tăng 200.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Vàng bộ số 9, mua vào 51.200.000, bán ra 51.900.000, tăng 200.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Vàng 24K, mua vào 50.286.000, bán ra 51.386.000, tăng 198.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Vàng 18K mua vào 37.079.000, bán ra 39.079.000, tăng 150.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán. Vàng 14K mua vào 28.411.000, bán ra 30.411.000, tăng 117.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Vàng 10K mua vào 19.794.000, bán ra 21.794.000, tăng 83.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán. Quý vị và các bạn thân mến, phần cuối cùng của bản tin này sẽ là một số thông tin phân tích trên thị trường vàng thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, báo cáo lạm phát sẽ là điểm dữ liệu quan trọng xác định mức độ tích cực của Fed như thế nào. Trước đó trong tuần, Chủ tịch Fed ông Jerome Powell đã báo cáo Quốc hội Mỹ rằng dưới áp lực lạm phát tăng cao, việc cắt giảm chương trình mua vào trái phiếu hàng tháng có thể diễn ra nhanh hơn và mạnh hơn mức dự kiến là 15 tỷ đô la Mỹ trên một tháng, được công bố vào đầu tháng 11. Và vấn đề này sẽ được thảo luận tại cuộc họp chính sách của Fed trong tháng 12. Ông Powell cũng không nhắc tới cụm từ lạm phát là nhất thời và lưu ý rằng mối đe dọa về lạm phát đang leo thang. Theo chuyên gia Moya nói rằng, tuần này có thể chứng kiến Fed sẽ đẩy nhanh việc giảm mua sắm trái phiếu thêm 5 đến 10 tỷ đô la Mỹ trên một tháng. Đây là lý do tại sao nhiều nhà giao dịch dự đoán đồng đô la Mỹ sẽ duy trì sức mạnh và đó là lý do tại sao vàng đang bị mắc kẹt dưới 1.800 đô la Mỹ trên một ounce. Ngoài ra, theo chuyên gia kim loại quý của Gaynell Villecoy Everett Millman, cuộc họp của Fed vào ngày 15 tháng 12 có ý nghĩa lớn, đặc biệt là khi xem xét rằng ngân hàng trung ương có thể đang mắc sai lầm về chính sách. Theo Millman nói với Kitco News rằng, vàng lên xuống thất thường vì sự không chắc chắn mà Fed đã đưa ra, với quan điểm quyết liệt hơn trong việc cắt giảm mua sắm. Thị trường không chắc chắn rằng đó là kỳ vọng đúng. Tôi đã nói rất nhiều về việc Fed có khả năng mắc sai lầm chính sách và ông Powell bình luận về việc tăng tốc giảm dần có thể cũng là sai lầm. Vàng đang cố gắng phản ứng trước điều này. Và điều quan trọng cần lưu ý là tháng cuối cùng của năm luôn đầy thách thức đối với thị trường, theo ông Moya nói, cảnh báo về chất xúc tác bất ngờ. Chúng ta sắp đến cuối năm và chúng ta có thể thấy một số động thái chốt lời. Bạn có thể thấy các nhà đầu tư thực sự chốt một số giao dịch sinh lời. Có một nỗi sợ rằng khi mà bạn vượt qua mức tiền tệ đỉnh cao và hỗ trợ tài chính, bạn sẽ thấy một đợt giảm giá, điều đó có thể dẫn đến một đợt bán tháo lớn trên thị trường chứng khoán, theo ông Moya nói thêm. Và ông Millman cũng nhắc nhở các nhà đầu tư rằng ngày hết hạn của hợp đồng vàng tương lai tháng 12 đang đến gần và bất cứ lúc nào chúng ta đến gần thời điểm đó, chúng ta có thể mong đợi nhiều biến động hơn. Cả ông Moya và ông Millman đều dự đoán rằng vàng sẽ có thể duy trì một đợt tăng thuyết phục hơn vào đầu năm tới khi mà tình hình của Fed rõ ràng hơn. Và để minh chứng cho điều này thì nhà phân tích Moya giải thích như sau. Về mặt dài hạn, bạn sẽ không thấy lợi suất thực sự cải thiện. Thị trường vàng sẽ có một động thái lớn khi mà có sự đồng thuận mạnh mẽ về thời điểm diễn ra đợt tăng lãi suất đầu tiên và liệu rằng nó sẽ là 2 hay là 3 đợt trong năm. Một khi việc này được xác định, đó là lúc bạn sẽ thấy vàng thu hút một số dòng tiền. Hiện tại, thị trường đang ở chế độ chờ trong bối cảnh lạm phát leo thang và cả thế giới đang lo ngại trước ảnh hưởng của biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Đó sẽ là một thời kỳ khó khăn, nhưng vẫn còn rất nhiều tin tưởng lạc quan rằng chúng ta sẽ không phong tỏa như khi bắt đầu đại dịch. Vàng có thể hợp nhất trong khoảng từ 1.750 cho đến 1.800 USD trên một ounce, theo ông nói thêm như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay, ngày 5 tháng 12 năm 2021. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.